Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại công viên bờ Đông cầu Rồng quận Sơn Trà, Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ tổ chức phiên chợ thanh toán không tiền mặt kết hợp phát động ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023. Theo Sở Công Thương thành phố, quy mô tổ chức phiên chợ dự kiến khoảng 50 gian hàng trong đó có khu vực không gian trải nghiệm tổ chức trưng bày giới thiệu trải nghiệm dùng thử các sản phẩm dịch vụ giải pháp về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong đời sống và các hoạt động khuyến mãi mã QR voucher, khuyến mãi trực tuyến, tương tác đặt mua quét mã QR code voucher, mã giảm giá chương trình khuyến mãi từ các doanh nghiệp thương mại điện tử, khu vực sân khấu tổ chức lễ khai mạc, các chương trình âm nhạc hoạt động tương tác hoặc náo khuyến mãi của các doanh nghiệp khu vực phục vụ người dân du khách tham quan mua sắm các sản phẩm ô cốp đặc trưng của thành phố đà nẵng và các tỉnh thành trong đó thực hiện mua bán không dùng tiền mặt đồng thời tham gia các hoạt động check in các hoạt động khuyến mại